Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới tại Di động Cao cấp .vn. Đó là dịch vụ thay mới vỏ điện thoại Samsung Galaxy A7 chính hãng tại Di động Cao cấp .vn. Đó, trên tay mình đây là điện thoại Samsung Galaxy A7. Đó. Được thay mới vỏ máy tại Di động Cao cấp .vn. Khi hàng có nhu cầu thay mới vỏ máy, nắp lưng, xương của máy Samsung Galaxy A7, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn để tư vấn hướng dẫn thay mới vỏ máy điện thoại Samsung Galaxy A7. Hiện tại vỏ máy Samsung Galaxy A7 tại Di động Cao cấp .vn có đủ tất cả các màu, từ màu đen, màu trắng, màu xám, màu vàng, với giá cực kỳ hấp dẫn. Đây là một vỏ máy Samsung Galaxy A7 bị rơi, vỡ các khung sườn, móc méo, được thay mới, sau đó được thay mới vỏ rất là đẹp mới tại Di động Cao cấp .vn. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành cũng như thay mới vỏ máy điện thoại Samsung Galaxy A7 tại Di động Cao cấp .vn, quý hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0466750999. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Samsung Galaxy A7 mà quý hàng đang gặp phải.